Hombre. Xin chào các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại sân 334 K334 để đá banh trước khi nghỉ dịch. Thì hôm nay là thứ ba, nghe nói tình hình dịch cũng đang căng thẳng sân này trên đường Trần Văn Dư ở trên quận Tân Bình. Thì chắc hôm nay là đá trận này nữa chắc mình nghỉ dịch. Thôi anh em vào xem clip nha. Tôi đã chứng kiến đi, chết tay. Thì cái này vẫn là cái điều vui nhất nhất trong kia cao thủ vũ đài. Còn bên. Thủ thành của cá thủ Vũ Dao được gửi đến tỷ số là 5-3. Liên tiếp là những bàn thắng xuất hiện về khá tốt. Bây giờ đấu đầu tiên vẫn đang là cá thủ số một đó là Cú Pháp. Quả người đến từ Di Lê. Đây là Trương Quang. Cú sút vào chân phải khá tốt. Cầu đấu của ra các thầy thế này vẫn đang là Di Lê thì ông cao nhất cùng với Đăng Quào đang đá vị trí cú sút đang là cá thủ đến từ Gia Thịnh Pháp. Cú đầu lợi thế vẫn đang dành cho cá thủ áo cầu trắng không đã được dành cho cá thủ đến từ cái này thì người ta đang điều chưa có đã đi bắt tay và bóng biết được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.